Trận đấu giữa thôn Văn Trai và thôn Mỹ Đình thuộc xã Tam Hiệp. Đến biên thuộc về Mỹ Đình. Vô! Ồ, thủ môn bắt hay quá. Văn Trai đang giữ banh. Vô! Đù, giải 2 dê. Hay quá, sút! Đù, thủ môn quá xuất sắc. Ngồi đi. Rồi, Văn Trai tấn công. Văn Trai đang giữ banh. Văn Trai giữ banh. Văn Trai hay quá, vô luôn. Banh đã đi ra ngoài. Đội Mỹ Đình phát bóng lên. Rồi Văn Trai giữ banh. Chiên. Rồi Mỹ Đình đã lái được banh. À quá xuống cho luôn. Mỹ Đình. Ôi giời, giả ra ngoài luôn. Hay quá. Vô. Văn Trai vô. Mỹ Đình giữ banh. Văn Trai phát bắn ra ngoài. Đội Văn Trai phạt góc. Vô, hay quá, tuyệt vời luôn. Đội Văn Trai đã vô một trái. Hay quá. Lần thứ 5, ô 15 đời Văn Trai, khi ông thắng, mang số lên 2-1. 2-1. Vô. Cộng đài, Văn Trai, Văn Trai, Văn Trai, người. Đội Mỹ Đình xuất bóng lên. Rồi, Văn Trai giữ banh, vô. Hay quá. Bài hả con? Dơ dài dài, đừng ngậm vô miệng. Dài dài. Ôi giời ơi, dài. Con ngậm nó vô miệng dây. Vô. Đừng ngậm nó vô miệng dơ ngay. Ôi muốn ăn đồ ăn. Tí mua đồ ăn nha ha. Tí gì ra cá nhỏ nhỏ nha. Ờ ba biết rồi. Vô, hay quá. Lắng. Rồi, banh đã ra ngoài.
rất là nguy hiểm. Bay nó bay đi rồi, nó hạ cánh rồi. Hoài quá. Ồ, nó mạnh quá, hơi mạnh. Pha bóng hơi mạnh. Phạt góc. Mỹ Đình phạt góc. Hay quá. Vô. Rất. Tầm bay chưa vô. Văn Trai giữ bóng suốt. Hay quá. Rồi Mỹ Bình ném biên. Tiếp đầu giữ bóng. Sút. Rất là tiếc. Động tay rồi. Ném biên thuộc về Văn Trai. Xúc bắn tới kia luôn. Một cầu thủ đội Mỹ Bình, đội Văn Trai bị đau. Ồ, hay quá. Xém vô. Rồi Văn Trai xúc băng lên.